Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của NTD Công nghệ và mình ở Đại. Chúng ta thì mỗi người đi làm đều có một cái mã số thuế cá nhân. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể tự tra cứu cái mã số cá nhân của bạn chỉ cần có cái số chứng minh thư thôi. À, và các bạn có thể biết thêm được một số cái thông tin liên quan về cái mã số thuế cá nhân hàng tháng mà các bạn đi làm ở doanh nghiệp mà bị công ty thu thuế thu nhập cá nhân thì hàng năm nếu như các bạn không đạt đến cái mức phải đóng thuế thì các bạn hoàn toàn có thể làm quyết toán thuế và nhận về cái số tiền thuế thu nhập cá nhân đã phải đóng vậy thì chi tiết cách tra cứu cái mã số thuế cá nhân như thế nào cũng như là có những vấn đề gì cả khi nào thì được hoàn thuế và thủ tục hoàn thuế như thế nào thì video này mình sẽ chia sẻ bạn cách chi tiết để các bạn có thể biết được rằng cái mã số thuế cá nhân của các bạn là bao nhiêu ở trong một số trường hợp thì các bạn phải kê khai cái mã số thuế cá nhân khi các bạn đi làm hoặc là cần đến thì các bạn có thể tự tra cứu được và nếu như lần đầu các bạn đến với kênh NTD công nghệ đừng quên nhấn vào nút đỏ và rung chuông ở phía dưới nhé đây sẽ là kênh mình chia sẻ rất nhiều kiến thức thủ thuật hay về phần mềm trên thiết bị di động cũng như là những cái kiến thức công nghệ mà mình nắm được thì các bạn ấn đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo của mình nhé à, sau đây xin mời các bạn phần chia sẻ của mình đầu tiên thì về cái cách để có thể tra cứu cái mã số thuế cá nhân nhé thì mình sẽ có bốn cách để cho các bạn có thể tự tra cứu cái mã số thuế cá nhân của các bạn mà chỉ cần có chứng minh thư nhân dân thôi nó sẽ thông qua bốn trang web đó và có điều đặc biệt đó là các bạn có thể hoàn toàn tra cứu mã số thuế cá nhân của các bạn qua tài khoản Facebook đó, các bạn chỉ cần có chứng minh thư là ngay lập tức các bạn biết được mã số thuế cá nhân rồi bốn cách thì nó sẽ tương tự nhau gần như giống nhau thôi thì bốn cái trang web này mình sẽ để cái link ở dưới phần bình luận mô tả của video nhé các bạn chỉ kích vào thôi các bạn sẽ chuyển đến những cái trang để có thể tự tra cứu được đó. về cách thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ với bạn là các bạn có thể tra cứu qua cái trang là tra cứu nt.gdt.gov.vn đó là trang của tổng cục thuế bộ tài chính việt nam nhé. đó, thì sau khi mà các bạn truy cập vào cái trang web rồi nó để nó, nó truy cập đến cái trang như này rồi, thì các bạn hãy kích sang cái phần là thông tin người nộp thuế thu nhập cá nhân nhé. các bạn kích vào đây. sau đó thì ở cái phần này, thì các bạn nhập một số cái thông tin. thì tuy nhiên những cái phần ở trên này các bạn không có thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua. các bạn cũng không cần nhập họ tên địa chỉ gì hết. Đó. các bạn chỉ cần nhập cái số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. sau đó thì các bạn nhập vào cái phần này, cái mã ở đây này, cái mã xác nhận chính là cái phần này nhé nhập mã xác nhận này thì nếu trường hợp mà các bạn nhập mà nó có báo sai thì các bạn hãy nhập lại nhé nó hiển thị lại cái mã khác thì các bạn nhập lại sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy mã số thuế cá nhân của các bạn và các bạn tra cứu được thì các bạn nhớ nhập xong các bạn nhấn vào tra cứu nhé sau khi mà các bạn đã nhập số chứng minh thư nhân dân căn cước công dân và mã xác nhận chính xác tra ấn và tra cứu rồi thì nó hiển thị lên như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy nhé lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái thông tin này về mã số thuế các bạn thì đây cái phần này chính là cái mã số thuế cá nhân của các bạn nhé đó về cái cơ quan thuế nào và số chứng minh thư ngày được cấp số mã số thuế là cái ngày nào thì nó ở đây các bạn hoàn toàn có thể kích thêm vào đây nhé các bạn có thể kích vào phần họ tên của bạn này này để có thể biết thêm thông tin chi tiết thêm một chút nữa về cái phần thông tin thuế cá nhân của các bạn nhé các bạn kích vào đây này đó thì lúc này nó sẽ hiển thị ra toàn bộ cái thông tin liên quan đến cái mã số thuế của các bạn nhé Rồi cách thứ hai là các bạn có thể truy cập vào cái trang cũng là của trang Tổng cục Thuế Bộ Tài Chính nhưng nó là một cái trang web khác đó thì đường link mình cũng để ở dưới phần bình luận nhé đây là phần trang thứ hai sau đó thì các bạn uh, truy cập vào đây rồi Thì các bạn nhấn vào phần là tra cứu thông tin uh, người nộp thuế này đó. thì lúc này các bạn chỉ cần nhập số chứng minh thư nhân dân vào đây và nhập mã kiểm tra thì ngay lập tức các bạn cũng sẽ có thể uh, kiểm tra được uh, cái mã số thuế cá nhân của các bạn đây thì sau khi mà các bạn nhấn vào tra cứu thì nó cũng ra kết quả như này cũng có mã số thuế như này các cái thông tin liên quan đến thuế của bạn trạng thái có đang hoạt động hay không thì các bạn cũng nhìn thấy ở cái phần dưới ngay dưới của nó luôn nhé rồi cách thứ ba là các bạn có thể tra cứu vào cái trang là à, mã số thuế com đó thì ở cái phần sau khi truy cập vào trang này rồi thì cũng rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần là nhập số chứng minh thư nhân dân của các bạn vào đây là các bạn cũng có thể kiểm tra được cái mã số thuế cá nhân của các bạn nhé đó thì sau khi các bạn nhấn vào tra cứu ấy, thì nó cũng tự động là nó hiển thị lên như thế này thì các bạn cũng có thể nhìn thấy cái số mã số thuế cá nhân của các bạn đó và những cái thông tin liên quan đến mã số thuế cá nhân rồi cách thứ tư nhé cách thứ tư là các bạn có thể hoàn toàn có thể tra được mã số thuế cá nhân của các bạn thông qua cái ứng dụng Facebook. Đó, thì các bạn chỉ cần truy cập vào cái trang cái, cái cái trang Facebook là mã số thuế này này. À, thì cái đường link này mình cũng vứt dưới phần bình luận vô tả video cho các bạn, các bạn kích vào là các bạn sẽ chuyển đến cái phần tin nhắn như này. Thì sau đó ở cái phần tin nhắn này nhá, các bạn sẽ nhấn phần gửi tin nhắn cho cái trang Facebook này. Đó, thì các bạn chỉ cần nhập cái số chứng minh thư nhân dân của các bạn vào đây thôi là nó chỉ cần gửi đi một cái thì ngay lập tức nó cũng trả về cái mã số thuế cá nhân đó, và cái tên tuổi cũng như là cái thông tin liên quan đến mã số thuế cá nhân của các bạn nhé cách này thì là đơn giản nhất các bạn có thể áp dụng cách này để có thể biết được thông tin nhé rồi có rất nhiều bạn đang bắt thắc mắc và băn khoăn là không biết là cái thuế thu nhập của cá nhân của các bạn đang bị thu thì có được đóng hay không đó, và đóng số tiền như thế nào đó, thì hiện tại mình cũng đã tìm hiểu rất nhiều cách rồi mình lên cả tổng cục thuế rồi lên cả tri cục thuế để có thể kiểm tra hỏi cái vấn đề này là tự kiểm tra được hay không thì mình cũng đăng ký vào cái tài khoản trên tổng cục thuế ấy. thì tuy nhiên để có thể kiểm tự kiểm tra được cái số tiền mà các bạn đang đóng công ty có đóng không các bạn đang đóng bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân thì các bạn không thể tự kiểm tra được nhé bởi vì các bạn không phải là người nộp thuế cho nên là các bạn không thể tra cứu được tuy nhiên có một cái dấu hiệu để các bạn có nhận biết được rằng là công ty các bạn đã có đang đóng thuế cho các bạn hay không thì các bạn hãy truy cập vào cái trang web mã số thuế.com này nhé thì các bạn hãy truy cập vào cái trang mã số thuế.com này đó À, trang mạng số thuế com này nhé. Sau đó thì các bạn hãy tìm kiếm à, bằng cái chứng minh thư nhân dân của các bạn thì nó sẽ hiển thị ra cái thông tin thuế của các bạn. Thì ở dưới phần dưới cùng này các bạn nhìn nhé, có một phần là cập nhật mã số thuế này này. Thì các bạn để ý ở cái phần dưới cùng này nhé, cập nhật mã số thuế lần cuối vào ngày bao nhiêu này này. Đó, thì nếu như trường hợp mà các bạn đang đi làm nhé, các bạn đang đi làm mà công ty thu thuế của các bạn ấy, ví dụ như thời điểm này chẳng hạn là tháng À, 1 năm 2022 thì các bạn để ý là nếu như các bạn đang đi làm ấy, thì các bạn hãy nhìn xem là cái lần cập nhật cuối này là vào ngày nào thông thường thì các công ty sẽ đóng thuế sau khi mà các bạn nhận được lương đó thì họ trừ thuế xong thì họ mới làm việc với cơ quan thuế ví dụ như lương tháng 12 của 2021 thì nếu như công ty nào đã nhận rồi đã trả lương rồi thì có thể là cái phần này cập nhật sẽ là ngày 30 tháng 12 năm 2021 thì tuy nhiên cũng có thể là 30 tháng 11 năm 2021 Thì các bạn căn cứ vào cái thời gian này này Thời gian cập nhật lần cuối này này là ngày nào Để các bạn có thể xác định được rằng công ty có đang đóng thuế cho các bạn hay không Còn cái số tiền đóng thuế thì các bạn không thể tự kiểm tra được nhé Không thể nào tự kiểm tra được Vì các bạn không phải là người đi nộp thuế nên là các bạn không tự kiểm tra được Rồi cái này thì các bạn lưu ý nhé Rồi tiếp theo thì mình xin chia sẻ một chút liên quan đến cái Vấn đề là cái thuế thu nhập cá nhân này thì hiện tại theo quy định của nhà nước ấy thì mỗi một cá nhân khi đi làm ấy thì các bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu như à, mà mức tiền lương của các bạn đạt đến một cái mức à, tối thiểu thì các bạn bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân Hiện tại thì theo quy định thì mỗi một cá nhân ấy các bạn sẽ thu nhập từ 11 triệu trở lên là bắt đầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân Đó, thì các bạn lưu ý là từ cái 11 triệu trở đi nhé Ví dụ là các bạn làm được 12 triệu thì cái 11 triệu đầu tiên là các bạn không phải đóng thuế Còn từ cái một cái triệu tức là từ cái triệu thứ 12 trở đi ấy đó qua cái triệu 11 đấy thì các bạn sẽ phải đóng thuế đó và nếu như trường hợp mà các bạn chưa có gia đình chưa có con cái không có người phụ thuộc thì các bạn sẽ phải đóng thuế từ triệu thứ 12 đó tuy nhiên nếu như các bạn có con cái thì các bạn có thể làm giảm trừ gia cảnh để tức là có người phụ thuộc ấy, mẹ già hoặc là các bạn phải đang nuôi dưỡng ai đó thì các bạn có thể làm cái giảm trừ gia cảnh này con cái nhỏ dưới 18 tuổi thì cứ một người phụ thuộc các bạn sẽ được cộng thêm 4 triệu 400 nghìn tức là nếu như các bạn có một người con thì các bạn sẽ, sẽ thu nhập hàng tháng sẽ là 15 triệu 400 nghìn các bạn mới bắt đầu phải đóng thuế từ qua cái 15 triệu 400 đấy mới bắt đầu phải đóng thuế thì có rất nhiều bạn trên hàng tháng ấy, khi các bạn đạt một cái mức lương ví dụ như là 15 triệu đã bị phải đóng thuế 4 triệu rồi đấy là các bạn mà không có người phụ thuộc nhé tức là các bạn phải đóng thuế 4 triệu đó thì công ty đã thu thuế của các bạn rồi thu thuế trên 4 triệu đó của cái tháng đó ví dụ như là tháng 7 các bạn phải đóng thuế 4 triệu đó, tháng 8 đóng 4 triệu thế tuy nhiên có những cái tháng tiếp theo ở trong năm ấy mà các bạn không đủ cái mức phải đóng thuế ví dụ như là có tháng 6 các bạn chỉ được có 9 triệu thôi đó thì các bạn lưu ý là cái số tiền mà đã thu thuế của các bạn nhé nếu như tính trên tổng một năm mà mức lương của bạn mà không đạt qua cái 132 triệu đó thì toàn bộ cái số tiền các cái tháng mà các bạn bị thu thuế thu nhập cá nhân ấy thì các bạn sẽ được hoàn tiền thuế nhé một năm nếu như các bạn mà làm trên 132 triệu đó, tổng tiền lương nhé thì các bạn mới bắt đầu phải đóng thuế từ cái triệu 133 đó nếu như trên một năm mà các bạn không đủ 133 triệu 32 triệu mà bị thu thuế thì hoàn toàn số tiền này các bạn sẽ nhận được về mà công ty đã trừ theo các cái tháng mà bạn đặt qua cái mốc mà một à 11 triệu ấy thì để có thể nhận về tiền thuế thu nhập cá nhân này hoàn thuế này nhá thì sẽ có hai cách nhưng thông thường nếu như các bạn đang đi làm doanh nghiệp ấy thì các bạn sẽ ủy quyền cho công ty của các bạn để làm quyết toán thuế hàng năm thì sau đó công ty sẽ làm quyết toán thuế cho các bạn nếu như trường hợp mà à, cái quyết toán thuế của bạn nó đang dương ấy, thì các bạn sẽ nhận về cái tiền hoàn thuế nhé đó thì các bạn cứ tính đơn giản là dễ hiểu nhất là nếu như tổng lương của bạn một năm mà không đủ 132 triệu ấy thì các bạn cứ làm ủy quyền công ty hoàn thuế còn nếu tự cá nhân đi hoàn thuế thì các bạn phải xin được cái ủy nhiệm chi vì nhiệm đóng à, thuế của công ty cái này thì cũng hơi lằng nhằng thì tốt nhất là các bạn cứ ủy quyền cho công ty đóng thuế thì các bạn hoàn toàn có thể nhận về cái số tiền thuế mà các bạn đã phải đóng nhé đó như vậy ừ. còn nếu như trường hợp các bạn không đi làm công ty nữa các bạn đang đi làm tự do nếu như công đang đi làm tự do mà cái mức thu nhập của các bạn mà vượt qua 132 triệu thì các bạn cũng nên đóng thuế nhé bởi vì nếu không thì bây giờ mà bị truy thu thuế ra thì sẽ quy vào cái tội trốn thuế mà sẽ bị phạt cái số tiền phạt thì nó cũng không quá lớn thì tuy nhiên là cũng sẽ rất là lằng nhằng rồi như vậy là vừa rồi thì là một vài cái chia sẻ của mình liên quan đến cách tra cứu mã số thuế cá nhân cũng như là một vài cái vấn đề liên quan đến mã số thuế cá nhân nếu như các bạn trong quá trình xem video mà có thắc mắc ý kiến gì thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận nhé à, và nếu thấy video hay hữu ích thì hãy cho mình xin một like nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau bye bye